Xin chào các anh chị, hôm nay con điện tử Thái Bình Dương xin hướng dẫn các anh chị cài đặt và hiệu chỉnh con điện tử JCL, JCQ của Zenover. Đầu tiên ta sẽ để cân nằm thăng bằng trên mặt phẳng, điều chỉnh 4 chân đế sao cho 4 chân nằm vững trên mặt phẳng đó. Tiếp theo ta nhấn phím mở cộng và mở nguồn. Cân sẽ hiện lên cáp, ở đây sẽ là capacity, là tải mắt của cân, và đơn vị đang hiệu chỉnh là ký. Để thay đổi, ta nhấn phím set và nhập vào trọng lượng mà ta muốn thay đổi cho cân. Ví dụ ở đây ta muốn thay đổi thành 6kg và 0.2g, thì ta sẽ nhập vào là 6kg 06 và 0.2g sẽ là 4 số lẻ phía sau. Để thay đổi vị trí các số lẻ phía sau thì ta sử dụng phím te. Đến khi nào dấu chấm nhấp nháy thì ta sử dụng phím 2 và phím lô để di chuyển dấu chấm để chọn lại số lẻ. Tiếp tục nhấn sell. Lúc này cân sẽ hiện lên bước nhảy của cân, muốn thay đổi ta nhấn 2 và lô để thay đổi đến bước nhảy ta muốn cài. 6kg và 0.2g sẽ là 0.0002kg. Tiếp tục nhấn sell để tiếp tục hiện lên can. Lúc này ta sẽ chuẩn bị một lượng hàng lớn hơn 1/3 tổng trọng lượng mà ta cài trước đó. Ví dụ con này ta đã cài là 6kg thì ta sẽ chuẩn bị trước 2kg để chuẩn lại cho cân. Tiếp tục ta nhấn te để cho cân nhận điểm không. Sau khi nhận điểm không, cân sẽ hiện lên trọng lượng mà ta sẽ chuẩn lại cho cân. Ở đây ta sẽ chuẩn bằng 2kg thì ta sẽ nhập vào bằng cách nhấn phím set. Nhập vào là 2kg. Nhấn sell để lưu lại, sau đó ta sẽ cho hàng hoặc quả chuẩn lên cân. Đợi cho cân ổn định, ta nhấn te một lần nữa. Sau khi cân đã nhận xong, ta nhấn sell lại, hiện lên bass là kết thúc quá trình hiệu chỉnh cân. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ạ.